Vào thủa khai thiên lập địa, Adam và Eva bị tội ác dụ dỗ ăn trái cấm, thế nên Chúa đã trục xuất họ khỏi vườn địa đàng. Adam và Eva có ba người con trai, Cain, Abel và Seth. Cain giết Abel và trốn về phía đông, nơi hắn được bảo vệ bởi các thiên thần sa ngã được gọi là The Watchers không phải mấy con đầu to ở Marvel mà là cái đống manfi này hậu duệ của Ken cũng được các Watcher giúp đỡ thì xây dựng được nền văn minh vĩ đại nhưng cũng đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi và hủy hoại thế giới giờ thì chỉ còn hậu duệ của Seth mới bảo vệ được những gì còn sót lại của đấng sáng thế nhiều năm sau là hậu duệ trực hệ của Seth thực hiện nghi lễ để truyền lại trách nhiệm bảo vệ cho đời sau là Noah thông qua gia con rắn ở vườn địa đàng nhưng đúng lúc đó một đội quân ập tới Noah ngay lập tức trốn đi đội quân này muốn chiếm đất để khai thác khoáng sản Lamech đi ra ngăn cản chúng bước chân vào vùng đất của Chúa thì bị ăn ngay một cái tát. Đội quân này là hậu duệ của Ken, chúng oán hận Chúa bỏ mặc chúng cạn kiệt tài nguyên đến chết đói, bắt chúng phải vật lộn sinh tồn, thế nên chúng buộc phải dùng bạo lực để chiếm lấy mọi thứ. Tên cầm đầu xé tấm da rắn trên tay Lamech và giết chết ông ta. Noah thấy thế thì chạy trốn ngay, quân tử trả thù 10 năm không bao giờ muộn. Và video này được mang đến cho bạn bởi content phúc lộc, editor, chế bếp tên và giọng đọc vui vẻ Được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập Để chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận nhiều năm sau, Noah giờ là một người cha và vẫn chưa trả thù gì cả Và dạy con cái không được làm tổn thương bất cứ thứ gì Dù chỉ là cánh hoa ngọn cỏ Chúng ta chỉ lấy cái chúng ta thực sự cần, hiểu không? đột nhiên một giọt nước từ trên trời rơi xuống và ngay chỗ đó mọc lên một bông hoa chắc chắn đó là dấu hiệu của chúa gửi cho anh noah định bụng đưa hai con rời đi nhưng họ thấy một con vật gào thét đau đớn chạy qua noah đến gần nó một cách chậm rãi và tìm thấy một ngọn giáo đâm vào bụng nó đúng lúc đó những đám thợ săn kia đã bao vây anh ta và biến cuộc gặp gỡ này thành buổi khám sức khỏe với bác sĩ là noah tại vì anh cần hết cả lũ con vật kia thì được noah hỏa thiêu không phải là nướng nhé sao họ lại giết nó hả ba họ nghĩ là ăn thịt khiến họ mạnh lên có đúng không ạ à? thế theo mày thì ai vừa đánh thắng vào buổi tối, Noah trở về nhà và tâm sự với vợ về bông hoa. Nami thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người vợ, tức là không làm gì cả. Trong giấc mơ, Noah thấy xuất hiện một vùng đất hoang gần một ngọn núi, đất dưới chân anh nhuốm máu và bông hoa đột nhiên lại nở rộ ngay trước mặt. Và vào thời điểm đó, nước nhấn chìm mọi thứ, những cái xác chết đuối bủa vây quanh Noah. Anh cố bơi lên trên để tìm kiếm dưỡng khí rồi tỉnh dậy. Noah kể lại cơn ác mộng cho Nami. Lần này thì chắc chắn là Chúa đã gửi tín hiệu rằng ngày tận thế sắp đến. Anh quyết định đưa cả nhà đến ngọn núi trong mơ, cũng là nơi mà ông của Noah đang ở. Cả nhà băng qua những mảnh đất hoang vu cằn cỗi, thấy chất đầy đồng. Đột nhiên tiếng khóc của một cô bé vang lên. Họ tìm thấy được Ila, một cô bé đang hấp hối với vết chém ngang bụng. Nami nói rằng cứu được nhưng mà con bé sẽ bị vô sinh. Đúng lúc đó thì một đám người mang rợn đang đến gần, nên gia đình mang Ila chạy về phía vùng đất chết. Đây là vùng đất của những con ma nham thạch. Chúng đánh ngất Noah rồi đem gia đình anh nhốt dưới một vách đá. Noah yêu cầu được gặp ông nội. Đám Watcher sau khi thấy Noah là con người thì không thèm nghe trình bày. Quyết định để gia đình Noah ở dưới cho đến khi tự về với đất mẹ thì thôi. Nhưng vào ban đêm, Ox, người đá đưa họ về đây tìm đến, ông ta đưa mọi người đến chỗ ông nội của Noah và kể ra câu chuyện của The Watcher. Chủng tộc này ban đầu là ánh sáng, vì thương cảm Adam và Eva nên đã đi theo xuống phàm trần để giúp loài người. Chúa đã trừng phạt họ bị bùn và đá chó chặt hào quang lại Nhờ các Watcher mà con người trở nên mạnh mẽ Nhưng mạnh mẽ lại biến thành bạo lực Rồi bạo lực thì biến thành ăn cháo đá bát Chúng quay lại săn giết các Watcher Cuối cùng ông nội của Noah là Methuselah là người duy nhất đứng lên bảo vệ họ Methuselah dùng thanh kiếm lửa chùa thiêu đốt toàn bộ đội quân truy đuổi Nhưng giờ đây Watcher đã bị chúa ruồng bỏ Chỉ có thể lay lắt sống trong thù hận loài người tại vùng đất bị thiêu thành chó tàn này Nhưng óc chọn giúp đỡ tại vì Noah làm ông ta cảm thấy giống với Adam Khi đến chân ngọn núi trong mơ Noah và con cả là Shem trèo lên để gặp Methuselah, những người khác thì cắm trại bên dưới. Methuselah dùng phép thuật du xem vào giấc ngủ, tại vì bây giờ người lớn cần nói chuyện. Methuselah tin ngay câu chuyện hủy diệt thế giới mà Noah kể, tại vì loài người bây giờ như virus, phần mềm thì toàn crack và lại xem phim lậu. Không sớm thì muộn trái đất cũng sẽ phải cài lại win Nhưng giấc mơ của Noah không chỉ là hủy diệt Mà còn có sự tái sinh cơ mà anh không hiểu là anh phải làm gì thế là Methuselah đánh thuốc mê Noah cho anh giao tiếp với Chúa thêm lần nữa cho rõ ràng lần này thì Noah đã thấy rõ ràng tất cả động vật bơi về phía cái thuyền Noah nhận ra việc ngài dùng nước là để tẩy rửa cái dơ bẩn khỏi cái tốt đẹp chứ không phải là hủy diệt mọi thứ Methuselah đưa cho anh này hạt giống từ vườn địa đàng rồi tiễn khách khi quay về với vợ con noah đã biết nhiệm vụ của anh là xây nên con thuyền khổng lồ thế nên là noah gieo hạt giống từ vườn địa đàng xuống đất sáng hôm sau noah phát hiện các watcher đến để bắt orc đi nhưng mà noah tranh thủ nhờ luôn chúng giúp đỡ nhưng mà các watcher vẫn đau đáu bài học bị loại người phản bội nước bắt đầu chảy từ chỗ gieo hạt giống dòng nước lan tỏa khắp nơi cây cối mọc lên trong chớp mắt sức mạnh gì đây cha đây là sức mạnh của CGI. Các Watcher thì lập tức thay đổi thái độ đồng ý giúp đỡ Noah. Những động vật uống nước này thì lập tức bay về nơi Noah xây dựng thuyền. 10 năm sau, chiếc thuyền đã ra hình ra hài. May mà có đám công nhân miễn phí không hiện tại hồng thủy đến chắc là mới chặt xong cây. Sam và Ila lúc này đã lớn, đã khôn, chim trong lồng thì cũng đến ngày muốn sổ, nhưng mà Ila vẫn cứ là không cho và một ngày đàn chim siêu to bay về chiếc tàu noah lập tức nhận ra ngày tận thế đang bắt đầu đàn chim bay vào trong khoang mỗi đôi được sắp xếp một cái chuồng riêng nami thì pha một loại thuốc mê khiến cho tất cả chúng tạm thời say ngủ để bảo vệ chúng trừ cây wibu mu thì giờ mỗi loài có duy nhất một cặp đực cái thôi nên là mất con nào là mất cả loài luôn Cơ mà ai cũng có đôi cổ cặp Cơ mà sao ba thằng con trai thì chỉ có xem có người yêu Ham con thứ của Noah cũng muốn gặm thử trái cấm Nhưng Noah bảo là đừng có vội Chúa sẽ cho chúng ta thôi Đám tiếp theo đến là bỏ sát Đám này thì được xếp vị trí dưới đáy thuyền Một thời gian sau Ham đang ở trong rừng Thì bất ngờ nhận thấy hai người phụ nữ đi ngang qua Ham định đuổi theo nhưng hóa ra là bọn họ đi cùng một nhóm lớn người đứng đầu tự nhận là vua của tất cả Tubaken khi nhận thấy Ham nhìn chằm chằm vào chiếc búa chiến của mình Tubaken đưa nó cho Ham và đi theo thằng nhóc đến chỗ chiếc thuyền Tubaken giải thích rằng hắn đã đi theo loài chim đến đây và tuyên bố với Noah tất cả mọi thứ ở nơi này là của hắn Noah lập tức nhận ra đây là kẻ thù giết cha và lên tiếng đuổi tất cả đi ta có lĩnh hậu thuẫn mày có gì ta có ma phai AP đợi bố mày về lấy bố ấy con trai Cuộc đụng độ này khiến Noah quyết định để nhanh tiến độ xây thuyền. Đám thu thì xây chạy rèn vũ khí ngay gần đó. Trong lúc này thì đám động vật có vú đã di chuyển đến chỗ gần con thuyền. Đám này thì cũng được du ngủ ngay không để cái thuyền thành buffet mất. Quân đội của Chubaken cũng tranh thủ săn được một ít thức ăn từ đám này trong lúc đó là đến gặp Noah, cô biết là kiểu gì ông cũng tìm vợ cho hai thằng con, nên là hay là tìm luôn cho xem một cô vợ để có thể sinh con. Thế là tối hôm đó Noah lẻn vào làng gần đó để shopping vợ cho ba thằng con, nhưng mà tình hình trong đó cực kỳ hỗn loạn, trai tráng đi cướp bé gái khắp nơi để đem đi đổi cho đám lính lấy thức ăn. Noah nhìn thấy mặt đất dưới chân đã nhuộm máu, tội ác của loài người dường như thể hiện ra ngay trước mắt ông. Noah quay về thuyền trong tức giận và bức bối, ông bực bội đẩy ham tại vì thằng con cứ đòi có vợ là sao? quá nhục nhã, Ham bỏ chạy vào rừng, Ila lập tức chạy theo thằng bé. Nami thấy chồng tức giận thì đến hỏi han các thứ. Noah mới bảo rằng tất cả loài người đều bị tội ác chiếm lấy rồi, kể cả họ. Shem thì mù quáng bởi dục vọng, Ham thì quá thèm muốn, Japet thì chỉ sống để định bợ người khác. Hai người họ thì sẽ chấp nhận làm mọi thứ tốt xấu để bảo vệ con cái. Nami thấy nó bình thường ngoại trưởng, nhưng mà với Noah thì đó là tội ác và họ cũng nên chịu chung số phận bị trừng phạt với những kẻ khác. Thấy chồng quá cố chấp, Nami đến gặp Methuselah để nhờ giúp đỡ. Trong khi đó, Ham lẻn vào làng và gặp được Nael khi mắc kẹt dưới cái rãnh chứa đầy thi thể. Đúng như cái tên, Ham ham muốn vợ lắm rồi muốn chốt luôn con vợ này lúc này noah thì cũng sốt ruột không thấy ham đâu ra lệnh cho xem đi tìm em trai về ở phía lia cô đang đi tìm ham trong rừng thì gặp được methuselah ông đã làm phép để ila có thể có con trở lại đúng lúc đó thì xem chạy đến và hai người la vào nhau như hai con thú lúc này đột nhiên mây đen kéo tới và cơn bão thanh trừng đã đến Ham kéo Nael ra khỏi hố, Thu Ba Kên cũng đã sẵn sàng tuyên chiến, Noah thì đã sẵn sàng đóng cửa thuyền, nhưng mà Shem và Ila vẫn phấn khởi trịch choẹt quên cả nhiệm vụ tìm thằng em, thế là ông bố lại phải chạy đi tìm. Trong lúc đó quân đội của Thu Ba Kên đang đến, trước họ không xa là Ham và Nael. Đột nhiên Nael mắc vào bẫy gấu và ngã xuống, Ham cố gắng tháo bẫy nhưng mà không được. Noah xuất hiện như một vị thần rồi kéo thằng con đi, mặc kệ Nael ở lại bị đám binh lính dẫm chết. Đám lính mặc kệ trai con Noah mà chạy thẳng đến thuyền. Ở đó đám Watcher đã tạo một phòng thủ bên ngoài, chỉ mở đường cho cha con Noah. Ken dùng súng tự chế bắn vỡ lớp đá trước ngực một tên Watcher rồi dùng thương đâm mạnh vào chỗ đó. Watcher đó vỡ tan, linh hồn ánh sáng bay thẳng về trời. Đám Watcher thấy đồng minh được về với chúa thì lại càng đánh hăng rồi lần lượt chúng được giải thoát về trời. Noah thì đứng thủ trước cửa, giải quyết những tên đọt vòng vây. Chu Ba Ken thì bị thương nặng ở chân nhưng mò được theo dàn giáo bên ngoài để leo lên thuyền. Khi mà Watcher cuối cùng hy sinh thì nước bắt đầu phun trào từ mặt đất, ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ mọi thứ. Chu Ba Ken đang leo dở thì cố gắng đục thuyền để đi vào. Thế quái nào lại đục trúng vị trí mà Ham đang đứng nhưng mà thằng cu lại giữ bí mật chuyện này dòng nước lũ khổng lồ đập vào con thuyền may mà noah báo được vào một sợi dây thừng nên không bị đánh trôi đi chiếc thuyền trao đảo rồi nổi lên trên mặt nước noah thì sống sót mở cửa tàu đi vào như một anh hùng con tàu bây giờ bị bao phủ bởi tiếng mưa bão tiếng gào thét kêu cứu của những người bên ngoài nhưng mà noah cứng rắn làm theo quyết định của chúa trong bữa tối hôm đó noah kể cho mọi người nghe về câu chuyện khởi nguồn chúa sáng tạo thế giới trong 7 ngày khi đó vạn vật cân bằng và mọi thứ là thiên đường nhưng khi adam và eva ăn trái cấm bản chất tội ác và hiếu chiến của loài người lộ ra và ngày càng phát triển loài người không phù hợp với thiên đường vì vậy lần reset này thiên đường cũng sẽ không cần con người nữa Gia đình họ sẽ là những người sống sót cuối cùng Họ cũng không có khả năng sinh sản thêm nữa Nên nhân loại sẽ tận diệt Vì thế mà Noah đã không cứu Nael Điều này khiến cho Ham cực kỳ oán giận Anh đã lén giúp Tubaken sống sót Đổi lại thì ông ta phải giúp Ham trả thù Tubaken cũng tranh thủ tẩy não thằng bé vào niềm tin của Chúa Thế giới này không phải là do Chúa quyết định Mà là do chính chúng ta quyết định Lúc này Noah buồn bã nhìn ra đại dương mênh mông ngoài kia Quyết định để gia đình mình cũng chịu trừng phạt không hề dễ dàng với ông Và nó còn ngày càng khó hơn khi mà Ila phát hiện cô đã mang thai. Noah cực kỳ tức giận khi biết mọi chuyện. Ông phát điên, leo thẳng lên nóc thuyền, gào thét với Chúa rằng đừng bắt ông phải để cháu mình phải chịu phán xét. Trời thì cứ tiếp tục mưa. Noah cho rằng Chúa thực sự muốn ông tiếp tục làm thế và lập tức mưa dừng lại. Noah lạnh lùng tuyên bố rằng nếu con của Sam và Ila là nam thì sẽ sống, còn nếu là nữ thì sẽ bị xử tử ngay lập tức để không thể sinh thêm con cái. Sự đau đớn tột cùng bao phủ lấy tất cả mọi người nhiều tháng sau ila đã có dấu hiệu sinh đẻ japet và mẹ thì cố gắng thả lũ chim xem là có tìm được đất liền hay không nhưng mà sam và ila không thể đợi thêm được nữa họ muốn rời đi để bảo vệ đứa con trong bụng noah thì vẫn giữ vững quan điểm là không chịu nhân nhượng tình cảm gia đình đến giờ đã vụn vỡ hoàn toàn chú biết được mọi chuyện thì đã quyết định để lúc ra tay ông giết một con vật rồi bảo ham dụ noah đến khoang thuyền để tập kích lúc này thì noah đã đốt chiếc thuyền mà sam định dùng để rời đi mà tình cờ thế là ila cũng chuyển dạ ngay lúc đó trong lúc Ila được mẹ đỡ đẻ, Ham chạy đến nói với Noah rằng các động vật đã tỉnh lại và đang tàn sát nhau. Noah lập tức đi kiểm tra và lọt ngay cái bẫy của chubakin hai người vật lộn trong khoang thuyền. Trong khi đó thì Ila đã sinh đôi, nhưng mà là hai đứa con gái. Shem vì muốn bảo vệ con gái mình nên quyết tâm phải ngăn chặn được Noah. Lúc này chiếc thuyền va vào một tảng đá khiến cho Tupaken bị thương khá nặng. Rõ ràng là chúa đang giúp Noah. Cơ mà Shem xuất hiện, đập một gậy vào lưng ông bố. Cơ mà tao đẻ ra may mặc mà cù! Noah đánh lại luôn Tubaken vùng lên đúng lúc đó để ngã Noah xuống Lần này thì Tubaken đã thắng Nhưng mà Ham chạy ra đâm vào nách Tubaken Ngày cuối cùng cũng đã chọn về phe bố cơ mà noah vẫn không muốn thay đổi quyết định dù chuyện gì xảy ra ông đi lên kiểm tra hai đứa cháu xem như nào nhưng mà ila đã bế hai đứa lên trên mái noah cầm dao hầm hầm đi lên ila cầu xin ông để cô dỗ cho hai đứa ngừng khóc trước đã cô không muốn hai đứa phải ra đi trong đau khổ cuối cùng thì noah cũng không thể ra tay với hai đứa cháu của mình được ông từ bỏ trách nhiệm mà ông nghĩ là chúa giao cho mình một thời gian sau đất liền đã trở lại noah tự tách ra khỏi mọi người chìm đắm trong rượu chè gia đình nhỏ của xem cực kỳ hạnh phúc nhưng mà ham thì vẫn sống cô đơn và oán hận cha Ham quyết định bỏ đi tìm vùng đất mới. Ngày Ham rời đi, Noah để nói chuyện với Ila. Cô bé bảo là tất cả là thử thách của Chúa. Chúa cho Noah thấy tội ác của loài người, nhưng cũng cho Noah thấy tình yêu của loài người có thể thắng được tội ác. Chính Noah là người đã thử thách và quyết định gia đình họ xứng đáng được sống ở tân thế giới. Lời nói của con dâu đã làm cho Noah tỉnh táo lại. Ông quyết định quay về làm lành với vợ, làm lành với gia đình. Đến cuối cùng thì ông tiếp nối truyền thống, giao trách nhiệm phục hưng loài người lại cho hai đứa cháu gái. Con cháu trai ở đâu để đẻ? Tôi cũng chưa biết. Cái đấy chắc phải hỏi Chúa rất là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại